Đây
ơi. Tao. Đó. Có gì giờ em thích như vậy mà ra ngoài vậy? Ờ. Chào nha. Tao. Ê, trăm ơi. Không có cãi. Con mà ra cãi tao. Thank you.
Để còn rơi một gì cũng là ông đỡ mẹ mất tiêu rồi. Bên kia 2 giờ thì nhướng được rồi, gì khác quá. Nè. Hey. 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 Hey.
hay quá luôn. Hay quá. Rồi. Ừ. Hai. Bảy năm. Trường Thế Trung là đồng kèo luôn. Đúng không? Là rất là đồng kèo luôn. Đâu. Được chưa? Còn không anh quay chưa? Con trai đánh không? Không anh quay mình thiệt em anh. Giờ hả? Không đi, ở đây ăn đến giờ hết á. Đạt có biết quên cầu không? Vô đánh đi. Trường còn quên cầu không? Có. Nó kêu là đánh giờ. Cố mình đánh giờ không có. Qua thì gặp cặp đại dương sinh thôi. Việc vô việc. À, không đánh đâu. Không được hả? Cho nó vô đánh luôn đi. Không đánh. Cho làm việc việc vô gần cường nó thế. Cường thế trong cường thế trong. Đó, hậu việc bay nhau đây nha. Cường đây. Em với chị Kim Anh với lại Lan. Thôi. Đây á. Đây rồi. Rồi.
Sao em đúng không? Sao em? Dạ, dạ. 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 D
chạy đâu đây? Chạy đi đâu vậy? Ừ. Chết. Rồi, quýt đi vậy? Sao chỉ sao kỳ vậy? Vậy sao hồi đánh lưới không vậy? Em nói được cho bụng cái bà cái đi học 12 năm người ta mới vô học 2 ngày mà. Ừ mấy kìa gì thứ. Em nói rồi. Thám ơi, đâu đâu kêu thám nè. Đau tay nghỉ rồi. Không mà ý là kêu đau tay à. Chuyện này. À đánh ghê quá. Chụp cho đánh kinh khủng này mà. Bao 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 nhiêu mấy mấy giờ rồi? 13 à. 13 quánh giá. Rồi vô 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 đi vô. Ai vô vô đi. Thì vô. Nghỉ rồi, nghỉ rồi. Thì vô đi. Không hả? Rồi vô. Vô. Người đó con vô giữa. Vô có xe hay xe hả? Vô theo chung. Vô. Theo theo vô đi kìa. Vô quánh giá. Vô đi vậy. Đánh nhè thôi chị, đánh nhè thôi. Đánh nhè đi. Đây mọi người cứ đồng lấy chừng tay rớt ra ngoài thì tính sao. Đừng có mài nha, đừng có mài dưới đất nha. Tôi biết rồi. Đau. Đi bay xuống đấy. Anh Việt chơi vô đủ anh Việt. Mới có 13 vô đi, sao giờ 13 vô đi. Đó vô là đủ rồi. Lại giờ tôi quýt mà dung ra ăn rồi. Nó sợ ông Hào quýt không lại. Ông Hào quýt không lại. Giờ, có được mà, căng mà. Đau tay. Đau tay. Đau tay. Rồi cứ tự tin lên vậy, cứ tự tin lên, cứ tự tin lên. Rồi mày. Đó, rồi chỉnh lại góc dao. Ủa? Vậy xuống nó ngoài vậy thôi. Mua đất ở đó rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.